đang đi câu thì thấy sinh vật lạ dạt vào bờ biển. Người dân khiếp sợ chạy bốn phương tám hướng. Thời tiết có vẻ thuận lợi nên một tốp ngư dân rủ nhau đi câu cá. Tuy nhiên chưa kịp thả câu thì mọi người phát hiện có một vật thể lạ đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhìn dị dạng vô cùng. Ai nấy chứng kiến thì đều nổi cả da gà. Không rõ là sinh vật gì, nhưng nó có kích thước rất lớn, phần thân phình to như con mực, có màu trắng loang đen. Đầu nó giống như một con chuột không có tai, còn nhìn về phía đuôi thì lại giống đuôi của một con cá. Người dân bàn tán xôn xao, chưa bao giờ nhìn thấy một con vật nào mà gớm ghiếc đến như vậy. Liệu có phải là sinh vật biển bị đột biến gen? Bình thường, sinh vật biển nếu dạt vào bờ thì sẽ trong tình trạng không còn sống. Tuy nhiên, con vật này vẫn đang đầy đủ mọi dấu hiệu sinh tồn. Mọi người đứng đó quan sát mà nơm nớp lo sợ, không biết nó có tấn công, gây nguy hiểm tới con người hay không. Cộng đồng mạng xem xong video cũng rùng mình vì hình thù kỳ dị của sinh vật lạ kia. Một số người cho rằng đây là hải cẩu báo cỡ lớn hoặc sư tử biển bị bạch tạng. Tuy nhiên, nhiều người lại nói đây chỉ là một mô hình ai đó làm ra để trêu chọc người dân mà thôi. Nhưng đến nay vẫn chưa có ai có lời giải thích cụ thể rằng đây là loại động vật gì, hoặc cũng có thể loài vật này chưa được khoa học biết tới. Con này là hải cẩu báo, con này mắc sai. Đây có thể là một con sư tử biển bị bạch tạng đấy. Con này nhìn là biết bằng nhựa rồi. Còn bạn nghĩ sinh vật lạ trong video là gì? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé!